Vào đêm chung kết Hoa hậu thành phố Việt Nam 2022, Ngọc Châu có nhận được câu hỏi là 5 năm nữa bạn sẽ là ai? Và lúc đó thì Châu trả lời rằng 5 năm tới Châu vẫn sẽ là Châu, vẫn tiếp nối hành trình sẻ chia cùng với một trái tim đầy nhiệt huyết và một đôi tay luôn sẵn sàng hành động để theo đuổi ước mơ của mình. Và giấc mơ đó chính là mang lại những điều kiện đủ đầy về y tế, về giáo dục, về tình cảm cho trẻ em Việt Nam. Thì trên chặng đường thực hiện lý tưởng ước mơ của mình á, Ngọc Châu may mắn được biết đến quỹ Children of Việt Nam, quỹ nâng bước tuổi thơ, và nhận được cơ hội đồng hành từ phía quỹ trước đó nữa. Và hôm nay khi mà có mặt ở đây, Ngọc Châu vô cùng xúc động và cực kỳ hạnh phúc khi mình được quỹ tin tưởng và giao cho mình một trọng trách, đó chính là trở thành đại sứ của quỹ nâng bước tuổi thơ. Thực sự mà nói thì bản thân Ngọc Châu không phải là xây dựng một dự án thiện nguyện, không phải đơn giản là xây dựng một dự án thiện nguyện để mang đến Miss Universe chỉ là một câu chuyện, mà khi Ngọc Châu quyết định là mình sẽ đồng hành hay là mình sẽ thực hiện một dự án nào đó cùng với một quỹ thiện nguyện nào đó, thì mình sẽ luôn cân nhắc về những giá trị mà quỹ tạo ra, hay là những cái mục tiêu, những cái lý tưởng mà quỹ hướng đến nó có thực sự phù hợp với chính cái lý tưởng mà bản thân Ngọc Châu theo đuổi hay không. Và thực sự thì Châu cảm thấy rất là may mắn khi mà quỹ nâng bước tuổi thơ cùng với Châu, mình có cùng một cái lý tưởng, mình có cùng một sứ mệnh, đó chính là mang đến một cái tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em khó khăn trên mọi miền quê hương đất nước Việt Nam mình. Và hành trình này thực sự là Ngọc Châu cảm thấy vô cùng biết ơn khi mà luôn luôn nhận được sự yêu thương, sự đồng hành từ quý anh chị cũng như là tất cả quý mạnh thường quân. Và trong thời gian hoạt động cùng với quỹ á, thì Ngọc Châu có cơ hội được đến thăm trực tiếp gia đình của các bé và được chia sẻ, được lắng nghe những cái tâm sự từ phía gia đình, từ phía các em. Và Ngọc Châu hiểu, rất là hiểu rõ, hiểu sâu sắc về cái thông điệp, đó chính là một đứa trẻ lành lặn chào đời đó là phép màu, nhưng một em bé khiếm khuyết được chữa lành nó còn hơn cả một điều kỳ diệu. Thì chính vì vậy mà Ngọc Châu luôn cố gắng hết sức để mà có thể thực hiện được sứ mệnh này. Và dựa vào cái tiêu chí đó chính là lấy hạnh phúc của trẻ thơ để mà làm nền tảng cho mọi hoạt động của quỹ, thì Ngọc Châu cùng với quỹ Children of Việt Nam có những cái hoạt động gây quỹ vào cuối năm 2023 và cuối năm 2022 và đầu năm 2023, có thể kể đến như là ngày hội chắp cánh ước mơ, đó chính là một ngày hội thả diều, hay là những hoạt động sắp tới là mọi bước chân đều đáng giá sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2023. Và gần đây nhất đó chính là buổi hòa nhạc gây quỹ The Power of Love sẽ được diễn ra vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Thì tất cả những chương trình này đều được diễn ra để gây quỹ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thì Ngọc Châu tin rằng mỗi sẻ chia nhỏ của chúng ta sẽ mang đến ít nhất một hạnh phúc cho một trẻ em trên đất nước Việt Nam này. Và lời cuối cùng thì tận sâu trong đáy lòng mình, Ngọc Châu cùng với các thành viên của quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ muốn gửi một cái lời tri ân sâu sắc nhất đến quý vị mạnh thường quân, đến quý ân nhân đã đồng hành cùng với quỹ. Ngọc Châu xin chúc cho tất cả quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, sẽ thật thành công trên chặng đường phía trước, và hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự đồng hành từ quý vị cùng với quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ. Châu xin cảm ơn ạ.